xin chào quý anh chị, quý hàng đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn, bán nhà uy tín tại Bình Dương và Thủ Đức. Buổi chiều hôm nay em đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu. Đây là hai căn nhà, một căn đã hoàn thiện xong và một căn đang được hoàn thiện được 90% rồi nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị hai căn nhà có mức giá rẻ nhất tại thành phố Thuận An hiện nay. Nhà 1 trệt 2 lầu, công năng sử dụng gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Diện tích căn nhà này là ngang 4, dài 16, thổ cư 100%, nhà sổ hồng riêng. Nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ tầm đâu đó hơn 2 km thôi nhé. Giá hai căn nhà này đang được chủ nhà giao bán với mức giá là 2 tỷ 730 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ nhất tại thành phố Dĩ An cũng như thành phố Thuận An hiện nay. Mặt tiền rất là đẹp nha. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú. Em sẽ dẫn đi xem nhé. Nhà ngang 4 dài 16. Nhà này có con đường phía trước rộng 8m thông, vỉa hè 3m. Khu đây có đường điện âm, nước âm đầy đủ hết nhé. Đây là con đường phía trước này. Nhà được chủ nhà xây chắc chắn và kiên cố. Phía bên đây có căn đang đổ sàn nữa nhé. Ở đây người ta đổ bê tông tươi đồng hoàng luôn. Một xíu nữa quý vị xem lên trên lầu này, em sẽ đứng quay qua cho quý vị xem dàn sắt người ta đan nhé. Khu này có 4 hướng cho quý vị lựa chọn, đông tây nam bắc đều có hết. Như quý vị đang xem hai căn nhà này là có hướng chính tây nhé. Quý vị muốn mua nhà hướng đông hoặc hướng nam, hướng bắc đều có hết. Hãy liên hệ với em để em dẫn đi xem trực tiếp. Bây giờ mình di chuyển sang căn nhà này. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với em nhé, để đi xem, gặp trực tiếp chủ nhà để mình đàm phán giá cả. Mặt tiền dưới đây được chủ nhà úp lên tới trên luôn. Cửa thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài có một lớp cửa sắt 4 cánh, phía trong có một lớp cửa cuốn đức nhé. Vỉa hè 3m này, xe đế vẫn còn rộng nhé. Khu này đang được xây dựng khá nhiều, giá rất là rẻ. Quý anh chị nào có nhu cầu mua ở hoặc mua đầu tư thì hãy liên hệ với em Sơn để gặp chính chủ để mình mua được cái giá tốt nhất nhé. Di chuyển vào trong phòng khách này. Phòng khách rất là rộng nha. Mình có thể chạy xe hơi vào được trong nhà luôn nha. Chạy xe hơi và để thêm bộ bàn ghế vô tư luôn. Trần trí thạch cao này được chủ nhà làm rất là đẹp nha. Vách hai bên được chủ nhà ốp cao lên tới trần luôn. Gạch ở dưới đây được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m4 nha. Chủ nhà thiết kế căn nhà này rất là chăm chút, rất là kỹ lưỡng. Quý vị xem kỹ video nhé. Đây là lớp cửa cuốn đức này. Cửa này chủ nhà gắn rèm luôn nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Cả nhà mình xem hết video luôn nhé. Quý anh chị nào đang có lô đất hoặc có nhu cầu xây nhà sắp tới thì có thể xem các mẫu video của em đăng lên trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Nếu thấy mẫu nhà nào hợp lý thì mình có thể áp dụng xây theo nhé. Không gian phòng bếp rất là rộng này, mình kê bàn ăn 4 ghế 6 ghế thoải mái luôn. Không gian bên đây mình kê tủ lạnh 2 cánh nhé. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở không gian phòng bếp nhà mình. Phòng bếp này được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới nhé. Mặt bàn bằng đá hoa cương màu đen, rất là đẹp. Phía sau nhà mình có lối thoát hiểm 1m ở đây này. Đây có lối thoát hiểm 1m nhé. Nhà này có phòng vệ sinh ở dưới đây. Phòng vệ sinh và chậu rửa mặt ở đây nhé. Nội thất cơ bản của các phòng vệ sinh nhà này rất là cao cấp nhé. Tất cả cửa phòng vệ sinh cũng như cửa phòng ngủ đều được chủ nhà làm bằng cửa nhôm Sinfa.
Đây có vòi tắm đứng sen thuyền này, bàn cầu đúc và chậu rửa mặt xinh xắn ở đây. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông và đừng tiếc tặng cho nhà đất Hồng Sơn một like để mình tiện theo dõi những video, những mẫu nhà đẹp tại Bình Dương cũng như Sài Gòn để mình xem tham khảo nhé. Cầu thang này được chủ nhà làm đá đen kim sa và được bố trí rất là rộng. Nhà này cầu thang để rộng tầm khoảng 1,5 m này, khoảng 2-3 người tránh nhau thoải mái luôn nha. Tay vịn gỗ rất là to. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem, liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn đi xem. Bên em có rất nhiều mẫu nhà cho quý vị mình lựa chọn. Nhà này có 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Diện tích 64 m², thổ cư hết, sổ hồng riêng, có hỗ trợ ngân hàng nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên này, có cửa sổ phía sau. Sàn được chủ nhà lót gạch da gỗ nhé. Đi xem nhà, mua nhà bên nhà đất Hồng Sơn sẽ có giá tốt nhất cho quý vị. Quý vị mình cứ xem nhà, gặp trực tiếp với chủ nhà đàm phán giá cả nhé. Bên em chỉ là bên đơn vị môi giới giới thiệu thôi. Phòng vệ sinh bên đây rất là rộng này, có chậu rửa ở trong nhé. Vòi tắm đứng sen thuyền, bàn cầu đúc xinh xắn ở đây. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này rất là rộng nhé. Mình kê giường ngủ, kê bàn làm việc, kê bàn trang điểm, kê tủ áo thoải mái luôn. Có rèm đầy đủ này. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem nhé. Khu nhà này có nhiều mức giá cho quý vị lựa chọn. Nhà một trệt một lầu, bên em đang có mức giá từ 2,1 tỷ cho đến là 2,380 tỷ, 2,4 tỷ, 2,5 tỷ. Nhà một trệt hai lầu như căn nhà này có mức giá mềm nhất là 2,730 tỷ nhé. Phòng vệ sinh thứ ba của căn nhà. Căn nhà này đang có mức giá là 2,730 tỷ cho căn nhà một trệt hai lầu như thế này. Giá rất là mềm nha. Sân phơi này, sân phơi phía sau đã được chủ nhà hàn bao kiên cố đầy đủ hết ở trên đây nha. Quý anh chị chỉ việc mua về dọn vali và ở thôi nhé. Đây, bên đây chuẩn bị đổ bê tông này. Sàn này, sàn rất là dày nha. Căn này mai mốt cũng gửi bên mình bán luôn này. Sang phòng ngủ thứ ba. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba đây nhá. Phòng ngủ thứ ba rất là rộng, có cửa lùa bên hông. Phía trước là phòng ngủ nhà mình. Quý anh chị đi xem nhớ alo cho em dẫn đi xem trực tiếp nhé. Giá bên em là giá thương lượng trực tiếp với chủ nhà, giá cạnh tranh. Quý vị xem video xong của em nhớ alo cho em. Ban công phía trước này, nhà đổ bê tông tươi luôn nhé. Cảm ơn quý chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.